Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Kia nào, là thú đồng hành hải lượng khoảng chừng là 7-8 vạn đang lao nhanh về phía Đông Hoàng. Với tốc độ này, sau khoảng một ngày là có thể tới dãy núi Đông Hoàng. Không ngờ động tác của bọn họ lại nhanh như vậy. Chiến tranh bắt đầu rồi. Không biết là người cổ Hắc Minh Tông xuất phát từ chiến trường Trầm Nguyên, phải chăng là chạy tới Đông Hoàng Tông? Bọn họ muốn dùng bán sinh thú loại côn trùng để đi dẫn dụ, hấp dẫn thú triều. Có thể chậm một chút, chúng ta chờ tín hiệu của họ. Vân Tiêu Kiếm Phái và Hắc Minh Tông chúng ta trong ứng ngoại hợp, nhất định là có thể san bằng Đông Hoàng Tông. Ta đã nói, muốn an táng Ninh Nùng tại núi của Đông Hoàng Thánh Sơn, khiến cho Đông Hoàng Tông thay 500 vạn chôn cùng nàng ấy. Nhị công tử khí phách thật. Ninh Nùng, nàng yên tâm, mối thù của nàng sắp trả được rồi. Ta muốn lấy đầu của Lý Thiên Mệnh tế điện cho nàng. Quân Niệm Thương, không ngờ lần này tìm ngươi về Thần Đô còn có thể chứng kiến trò hay này. Chúng ta sẽ chơi đùa cùng người. Kết giới thiên văn của Đông Hoàng này cũng không tệ lắm, xem ra các ngươi muốn phá nó cũng phải tốn chút khí lực. Nguyên Sấm, thiên tài của Khôn Nguyên Tông. Vân Trần, Vân Trần Trần, hậu duệ của Kỳ Lân cổ tộc. Nguyên Sấm, Khôn Nguyên Tông ở Khôn Nguyên có địch thủ hay không? Đương nhiên là không có, đã sớm bị tiền bối của chúng ta càn quét sạch sẽ. Địch thủ cũ, chỉ khi chém tận giết tuyệt mới không thể nào ngoi đầu lên nữa. Nói vậy, dù lúc trước thánh tộc Lý thị xưng bá Đông Hoàng, nhưng lại cho phép các tông môn khác lưu truyền, quật khởi cũng là một loại nhân từ. Quân huynh, quân sư huynh, cái này không gọi là nhân từ mà là ngu xuẩn, nếu không bọn họ cũng sẽ không sắp bị hủy diệt. Cha ngươi là người quyết đoán, hắn đi bước này tuyệt đối chính xác. Nguyên Sấm nói rất đúng, rất nhiều lời cuối cùng đều thống nhất về một hướng, hoàn toàn thuộc về người chấp trưởng nơi đó. Về việc này, phía Thần Đô cũng không ý kiến. Chân Chân là hậu duệ của Kỳ Lân cổ tộc, từ nhỏ đến lớn ở Thần Đô, là người có quyền lên tiếng cuối cùng ở trong chuyện này. Như vậy rất tốt. Quân Niệm Thường, lần này thả lỏng tay chân đi báo thù đi. Còn phải đợi bao lâu, ta đã không thể nào chờ nữa. Ơi, Hắc Minh Tông đưa tin thứ nhất từ chiến trường Trầm Nguyên thì bắt đầu tiến công. Bỗng nhiên dừng lại, đang tìm sơ hở của kết giới hay sao? Giống như là đang chờ thời cơ thì đúng hơn. Sư tôn, nếu kẻ địch không liều chết ngoài kết giới mà làm, không liều chết ngoài kết giới mà là ở trong chiến trường Trầm Nguyên lén lẻn vào, thì lên ứng đối thế nào? Dù chiến trường Trầm Nguyên không có kết giới, nhưng có vô số thảm khốc và thú triều, là bình phong tự nhiên, muốn đột phá cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu ta là kẻ địch, chắc chắn là sẽ trong ứng ngoại hợp, đột phá từ hai hướng. Trong ứng ngoại hợp quả thật là hiệu quả càng cao, nhưng mấu chốt của toàn bộ chiến cuộc kỳ thật là nằm ở Vũ Văn Thái Cực. Phải xem trong thời gian ngắn, hắn có thể phát huy ra kiếm Đông Hoàng được mấy phần, cũng chính là hắn có thể ngộ kiếm tới trình độ nào, cái này cần thời gian. Chẳng lẽ, con nghĩ chúng ta có thể trốn ra dễ dàng vậy sao? Chỉ là, hắn bộn bề nhiều việc ngộ kiếm, không có thời gian quản chúng ta mà thôi. Nếu không, với cừu hận mất hai con của hắn, chắc chắn là sẽ truy sát con. Nhưng dù hắn có thể ngộ kiếm, nếu kẻ địch có tiếp viện mạnh mẽ, vậy rất khó ứng phó. Đi không kiếm sinh và Hắc Minh Tông không đáng sợ, chỉ sợ có những người khác. Chiến trường Trầm Nguyên, dụ thú chiều ra còn thuận lợi hơn là dự đoán. Giờ là lúc nhắc đến tiến công kia. Giờ là lúc nhắc bên kia tiến công. Được, ta sẽ cử người thông báo ngay. Đi không tông chủ, quân tông công tử, Hắc Minh Tông chúng ta đã thúc đẩy mấy ngàn thú triều,
ước chừng sau nửa khắc sẽ bắt đầu xung kích kết giới vạn sơn. Chư vệ có thể tính toán thời gian bắt đầu tiến công. Được, tất cả mọi người nghe lệnh, đi theo ta, san bằng dãy núi Đông Hoàng, tận diệt Đông Hoàng Tông. Để kiếm của Vân Tiêu kiếm phái chúng ta giết sạch Đông Hoàng Tông, khiến cho những kẻ không biết sống chết này phủ phục run rẩy dưới chân chúng ta. Giết! Bọn họ tiến công rồi. Lần đầu trong đời nhìn thấy người chiến đấu như vậy, rung động quá. Đã tiến vào trong kết giới, chỉ là xung quanh toàn xương trắng, tầm nhìn bị cản trở, không thấy gì hết. Ê, là xương trắng gây ảo giác, kết giới của Đông Hoàng có chút đồ vật không đơn giản đâu. Nghe nói là Lý Thần Tiêu dẫn đầu sáng tạo ra. Lý Thần Tiêu này đã từng là lịch luyện ở thần quốc cổ đại. Tất cả Vân Tiêu vệ chú ý duy trì cảnh giác. Đông Hoàng vệ cút ra đây. Mẹ nó, rùa đen rụt đầu. Sư tôn, người vừa nói xương trắng gây ảo giác là gì? Là một phần của kết giới. Kết giới thủ hộ chính là do tiên tổ sáng tạo. Toàn bộ kết giới thiên văn thật ra đều có chung đặc điểm, chính là tuân theo quy tắc vận chuyển nghiêm ngặt. Phàm là người hoặc là thú từ ngoài xâm lấn, trong khoảnh khắc tiến vào đều sẽ bị kết giới thủ hộ đánh dấu là kẻ địch. Ấn ký kết giới là một phần uy lực của kết giới thủ hộ. Khi bị đánh dấu là kẻ địch, dù xuyên qua kết giới thủ hộ vào lộ địa Đông Hoàng Tông, sẽ lại trở về kết giới thiên văn xoay chuyển trời đất, vẫn sẽ bị kết giới thủ hộ tấn công. Mấy ấn ký kết giới khác nhau, trước mắt Vân Tiêu vệ và bán sinh thú đều là xương trắng gây ảo giác, mà trước mắt của Đông Hoàng vệ là vô cùng rõ ràng. Nếu đánh nhau, Đông Hoàng vệ sẽ chiếm hết lợi thế. Không chỉ vậy, ngoại trừ ấn ký kết giới, phần quan trọng hơn là thảm họa kết giới. Lúc tiên tổ sáng tạo kết giới thủ hộ đã dùng thảm họa bắt được, dung nhập vào kết giới để nó trở thành binh khí mạnh nhất của kết giới thiên văn. Thảm họa Nhưng thảm họa kia tồn tại trong tự nhiên, là vật vô chủ, không cách nào khống chế được, đúng không? Không, trong kết giới có thể tùy tiện thao túng nó, chỉ đâu đánh đó, thậm chí sẽ tự động tấn công mục tiêu bị kết giới đánh dấu. Không thể tin nổi, nếu ta đoán không sai, khi xương trắng gây ảo giác tràn ngập toàn bộ chiến trường, chính là lúc thảm họa kết giới sinh ra. Nghe đi, bên trong dường như là đang đổ mưa. Đúng là như vậy. Cẩn thận, là Hoàng Thủy Bạch Cốt. Hàn Thủy Bạch Cốt. Hả? Cẩn thận, là Bạch Cốt Hàn Thủy. Thú nguyên không đủ sẽ trực tiếp bị đông lạnh thành Bạch Cốt. Cẩn thận, mau tránh đi, lùi lại, đây rốt cuộc là cái gì? Tử kình điện lại tới rồi, mau tránh đi, Chu Minh à. Ơi, đừng để bị phần tâm liệt diễm dính vào, đội trưởng là sương mù vàng. Đông Hoàng Tông trời đánh, thứ đồ này vốn dĩ không phòng bị được. Mọi người nghe đây, phàm là có Vân Tiêu vệ xông tới giết không tha. Trưởng lão thứ 6 Triệu Chi Uyên, phía sau chúng ta là lộ địa tông Đông Hoàng Tông, là 33 thần phong, là nơi truyền thừa vạn năm của tông môn chúng ta. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, người già trẻ em, trước mặt của Vân Tiêu vệ họ chỉ có thể bị tàn sát. Cho nên chúng ta tuyệt đối là không thể thua trận. Muốn vào tông môn của chúng ta, vậy phải xem binh khí trong tay của chúng ta có đồng ý hay không. Chó săn của Vân Tiêu kiếm phái là xúc sinh chỉ xứng liếm chân cho người ta, loại rác rưởi này. Đông Hoàng chúng ta đường đường là người kiên cường, có gì phải sợ lũ xúc vật. Chúng ta có thể chết, nhưng trước khi chết nhất định là phải khiến lũ kia. Xúc sinh mưu toan hủy diệt truyền thừa vạn năm của chúng ta, hèn nhát trả giá bằng máu.
chúng ta chết một người, phải khiến bọn chúng chết 5 người. Giết! Giết chết bọn chúng! Quả nhiên, tội nhân như ta, Tư Không Kiếm Sinh, vẫn đang làm rùa đen rụt đầu hay sao? Ngôn ra đây để lão tử chém chết người. Vẫn phải chiến tử vì tông môn gia tộc sảng khoái một chút. Thú nguyên không đủ, mau lên đỉnh lần nữa. Trưởng lão, các sư huynh đệ bên này sắp không chịu nổi rồi. Kết tiết linh tuyến này chính là thứ thủ hộ kết giới quan trọng nhất, dù là đệ tử yếu nhất cũng phải chống cự được. Mấy người các người, mau đi nên đổi cho bọn họ. Chia hai bàn, thay nhau bổ sung thú nguyên cho kết giới thạch. Rõ. Mau lên mau lên. Sư huynh, ta đến thay huynh. Bên chiến trường Trầm Nguyên, đoán chừng Hắc Minh Tông sắp bắt đầu. Hắc Minh Tông lại thêm hung thú triều, chỉ sợ áp lực bên kia càng hung hiểm. Những gì nên làm đều đã làm, còn lại phải xem ngài thượng quan trưởng lão. Đông Hoàng Tông, Thánh Sơn tối cao thánh điện. Trưởng lão thứ tư thượng quan Tĩnh Xu. Chư vị dốc thêm chút sức. Bên trưởng lão thứ nhất đang phải tiếp nhận công kích của thú triều, áp lực lớn hơn chúng ta, còn phải sắp xếp một số người qua đó. Không thể thua, ngàn vạn lần không thể thua. Vũ Văn Thái Cực, hắn lấy kiếm Đông Hoàng đã mấy ngày, hắn nên trở lại gánh vác trách nhiệm của Đông Hoàng Tông. Gánh vác trách nhiệm của Đông Hoàng Tông đi chứ. Xem ngươi đó. Chiến trường Trầm Nguyên. Dẫn dụ đám hung thú này trùng sát phía trước đã. Chủ lực của chúng ta ở phía sau bảo toàn thực lực. Bên Tư Không Kiếm Sinh đã giết vào, nếu không phải Thánh Hoàng bảo chúng ta xâm chiếm từng bước, nói thật, một ngày là có thể công phá. Mọi người đừng hoảng loạn, nơi đây có Đế Hoang Long Mạch, chúng ta cần phải vận chuyển nó xây lên kết giới thiên văn là được. Thề sống chết thủ vệ Đông Hoàng Tông. Tử thủ, quyết không thể nào để người của Hắc Minh Tông tiến vào. Hắc Minh Tông, chẳng qua Thánh Thiên Phủ để các ngươi làm pháo hồi. Hắn không thể nào khiến các ngươi cùng chúng ta đồng quy vu tận. Sao các ngươi ngu xuẩn như vậy bán mạng vì bọn họ? Lúc này ba đại tông môn chúng ta liên hợp, trước tiên giết Vân Tiêu Kiếm Phái, sau đó hợp lực đối kháng với Thánh Thiên Phủ, còn có cơ hội sinh tồn. Nếu các ngươi ngu xuẩn không thông, cuối cùng chỉ khiến cho Đông Hoàng Tông chúng ta và Hắc Minh Tông của ngươi truyền thừa vạn năm toàn bộ đoạn tuyệt. Một khi Đông Hoàng Tông và Lam Thiên Tông hủy diệt, Thánh Thiên Phủ cũng chẳng cần các người, thậm chí cả Vân Tiêu Kiếm Phái cũng không cần. Hiện tại mới nói những lời này muộn rồi, giờ đã là thân bất do kỷ, không thi hành mệnh lệnh chết càng nhanh hơn. Đồ sát Đông Hoàng Tông, chúng ta còn có cơ hội kéo dài hơi tàn. Thánh Hoàng có lệnh, trước hết công phá bộ phận kết giới Vạn Sơn ở chiến trường Trầm Nguyên. Khống chế hang không đáy thông hướng Đông Hoàng Tông. Kết giới bị phá hư, bọn hắn đi đến sương mù phóng độc, chúng ta chống cự không được bao lâu nữa rồi. Sương độc, chẳng lẽ trời muốn diệt Đông Hoàng Tông ta ư? Giết cho ta, bọn họ không có nhiều cường giả thánh cảnh. Cho dù mấy vạn Đông Hoàng vệ đến cũng chỉ là phí công. 7 vạn tinh nhuệ của chúng ta cùng thú triều và xương độc, bọn chúng không có cách nào phòng ngự.
không nhìn thấy gì hết, không biết trong trận chiến rốt cuộc là đến cùng như thế nào. Sư tôn, thời gian ngắn như vậy, người cảm thấy Vũ Văn Thái Cực có thể phát huy Đông Hoàng kiếm được mấy phần? Nghe nói kiếm Đông Hoàng là thần đoán bên trên tạo ra, cái gọi là phát huy mấy phần thực lực vốn cũng chẳng tính là trường khống chân chính, cùng lắm là sử dụng chút da lông. Trừ đại nhất tiên tổ, đến giờ không ai đem uy lực của kiếm Đông Hoàng đào móc ra 3 phần trở lên. Truyền thuyết kiếm Đông Hoàng trong tháp thái nhất có dấu bí mật con đường nối thẳng thượng thần. Truyền thuyết kiếm kia có thể công, có thể cộng minh, có thể cộng minh nhận chủ với kiếm chủ. Vậy nên không phải là cầm được kiếm là có thể sử dụng. Cộng minh, vậy chẳng phải mình đã chạm đến, chẳng qua vừa bắt đầu đã. Nghe đồn, Thánh Hoàng hiếu kỳ cả đời nghiên cứu kiếm Đông Hoàng, cuối cùng chỉ dùng được 2 phần uy lực. Cái gì mới 2 phần? Vũ Văn Thái Cực mới được cầm kiếm Đông Hoàng, nếu trông cậy vào hắn, chẳng phải là lành ít dữ nhiều. Giết, giết, xông lên, mạnh mẽ xông lên cho ta. Hai người bọn chúng đều kiệt sức rồi, đã không kiên trì nổi. Trưởng lão thứ nhất, chúng tôi tới chi viện mọi người, Đông Hoàng vệ thề sống chết thủ vệ. Rất tốt, người bên kết giới Vạn Sơn bắt đầu tới chi viện bên này. Chờ bên kia lại đến mấy vị trưởng lão, cùng một chỗ bắt sống Vũ Văn Thái Cực. Muốn bắt sống ta, các ngươi chưa có bản lĩnh này. Chó săn của Thánh Thiên Phủ. Vũ Văn Thái Cực, đừng tưởng có kiếm Đông Hoàng là có thể phách lối, thời gian ngắn như vậy căn bản là vô dụng. Nghe nói ngươi muốn làm chủ của Đông Hoàng, thật là chơi cháo. Để hai vợ chồng chúng ta thử xem ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực. Cái gì? Không thể thấy rõ động tác của hắn, sao lại như vậy? Phu nhân, tay của bà. Vũ Văn Thái Cực này lại có thực lực nghịch thiên như vậy, mà hắn lại đã khai phá kiếm Đông Hoàng, chỉ ít cũng đến 3 phần. Vũ Văn Thái Cực, gia hỏa này, sớm nghe nói hắn rất lợi hại, không ngờ lại lợi hại như vậy. Chết tiệt, quá khinh địch rồi. Lui binh, nếu không sẽ không đơn giản chỉ là hai tay của vợ người. Hắc Minh Tông, Thánh Thiên Phủ ép các ngươi làm bia đỡ đạn. Sao các ngươi phải liều mạng, cứ làm cho có chẳng phải là được rồi sao? Đến lúc ta đồ sát Vân Tiêu kiếm phái, các ngươi bảo toàn thực lực, quang minh chính đại rút lui, có gì là không thể? Tướng công, nuôi binh đi, sống sót quan trọng hơn. Vũ Văn Thái Cực, không ngờ Đông Hoàng Tông còn có nhân vật như người. Nhưng dù ngươi có bản lĩnh đi chăng nữa, cũng chỉ có một người. Thánh Thiên Phủ thống nhất Đông Hoàng cảnh, chính là đại thế thiên hạ. Minh Hoàng, tao biết, sở dĩ các ngươi e ngại Thánh Thiên Phủ là vì trận chiến lần trước. Kết giới thủ hộ của các ngươi bị đánh vỡ, kết giới bị phá hư tính chất căn bản, không có kết giới thủ hộ. Xác thật, Thánh Thiên Phủ rất dễ diệt trừ các ngươi. Bọn hắn muốn thống nhất Đông Hoàng Tông, giai đoạn trước hắn là sẽ bắt các ngươi làm bia đỡ đạn. Nhưng phòng bị của bọn hắn đối với các ngươi, chỉ cần chúng ta tan tác, chắc chắn là toàn bộ Hắc Minh Tông của các ngươi lập tức sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Cho nên đừng ngây thơ cho rằng vì hiệu lực của bọn họ là có thể sống sót. Ta dám nói đến lúc đó Vân Tiêu kiếm phái cũng phải chết. Ta tin tưởng một việc, đó chính là sự thống hận của các ngươi với Thánh Thiên Phủ còn mãnh liệt hơn ta. Chỉ là các ngươi buộc phải khuất phục, nhưng nếu có thể nhất định là các ngươi sẽ báo thù. Nếu các ngươi không còn e ngại chuyện kết giới thủ hộ, cùng tồn vong với Đông Hoàng Tông, vậy Thánh Thiên Phủ không đánh tan được kết giới Vạn Sơn, cũng không đánh tan được kết giới Hộ Biển. Chúng ta có thể thiết kế
hủy đi Vân Tiêu kiếm phái, chỉ mình Thánh Thiên Phủ có thể làm gì ba đại tông môn chúng ta? Chúng ta có thể tính kế phá hủy Vân Tiêu kiếm phái, chỉ một Thánh Thiên Phủ có thể làm gì ba đại tông môn chúng ta? Vũ Văn Thái Cực, dù ngươi đồng ý dùng kết giới Vạn Sơn bảo hộ chúng ta, đệ tử của Hắc Minh Tông chúng ta không thể nào vĩnh viễn ở lại Đông Hoàng Tông. Nơi này không hợp để thú đồng hành của chúng ta sinh tồn. Nếu về lâu về dài, giữa hai tông môn chắc chắn là sẽ có mâu thuẫn. Ai nói để các ngươi ở lại lâu? Hai vị không nghĩ xem, ba đại tông môn chúng ta cùng hủy diệt Vân Tiêu kiếm phái, đánh trọng thương Thánh Thiên Phủ, khiến cho Thánh Thiên Phủ rút lui sẽ cùng trình độ với chúng ta chắc, thậm chí giết chết Thánh Hoàng. Chỉ cần chúng ta thành công, dù không có kết giới thủ hộ, các ngươi về Động Hắc Minh không cần phải sợ Thánh Thiên Phủ nữa. Đến lúc đó các ngươi sẽ có thời gian sửa chữa kết giới. Nếu không, ngày Thánh Thiên Phủ thống nhất Đông Hoàng cảnh, các ngươi chắc chắn phải chết. Suy nghĩ của ngươi chỉ đại biểu cho ngươi, ta không tin những trưởng bối kia sẽ đồng ý mạo hiểm cùng ngươi. Đấy là lúc trước. Hiện tại, chỉ bọn ta mới khiến bọn họ sống sót. Hơn nữa kiếm Đông Hoàng ở Đông Hoàng Tông đại biểu cho quyền uy trí cao vô thượng. Được rồi, nhưng can hệ trọng đại, chúng ta còn cần thương lượng với toàn bộ trưởng bối ở trong tông môn. Nếu chúng ta có quyết định, vậy phải tìm cơ hội dẫn dụ Vân Tiêu kiếm phái. Dựa vào lực lượng hai đại tông môn chúng ta, cộng với kết giới Vạn Sơn giết sạch bọn họ. Không vấn đề, ta cũng cần thời gian đi thuyết phục mấy não gia hỏa ngoan cố kia. Nhưng ngươi nói đúng, đưa ra lựa chọn rồi, phải thiết lập cạm bẫy tốt nhất. Chỉ cần một lần khiến cho Vân Tiêu kiếm phái vạn kiếp bất phục. Vậy ta có thể về trước hay không? Ngươi ở lại làm con tin. Chối hai tay nàng lại, coi như là thành ý liên minh của ngươi, không vấn đề. Kết giới Vạn Sơn, chúc mừng tông chủ Khải Hoàn trở về. Chúc mừng tông chủ Khải Hoàn trở về. Chúc mừng tông chủ Khải Hoàn trở về. Thần đồ Thánh Thành, các ngươi nghe rõ chưa? Tông chủ của Đông Hoàng Vũ Văn Thái Cực, thật hy vọng có thể chia sẻ một khắc huy hoàng này với các ngươi. Tông chủ của Đông Hoàng Vũ Văn Thái Cực. Thái Cực, ngươi về rồi. Tông môn bên kia còn đang quyết chiến với Vân Tiêu kiếm phái. Biết rồi. Thay ta nhìn nàng, đừng để nàng chạy. Vệ binh Đông Hoàng theo ta giết địch. Vâng, rõ. Hắc Hậu trong tay, bên chiến trường Trầm Nguyên, chỉ cần giữ lại một vài người quan sát động tĩnh của Hắc Minh Tông là được. Giờ có thể tập trung binh lực đến Đại Lục Viêm Hoàng, các trưởng bối và trưởng lão có thể đi qua hơn phân nửa. Giết đến Thánh Sơn, hủy kết giới hạch đi, kết giới Vạn Sơn tự sụp đổ. Vâng, vâng. Đông Hoàng Tông quá rác rưởi. Cả công sát bên này của chúng ta cũng không nhịn nổi, các huynh đệ của Hắc Minh Tông chắc chắn là sắp đánh vỡ kết giới Vạn Sơn rồi. Tông chủ, chẳng phải chỉ cần phá vỡ một bên kết giới Vạn Sơn là được rồi sao? Hai bên cùng phá, chẳng khác nào là Đông Hoàng Tông không còn. Vậy không phá kết giới hạch nữa, đồ sát đệ tử trẻ tuổi trước đi. Ra tay thay vệ binh Vân Tiêu. Trận đầu tiên, đồ sát đệ tử trẻ tuổi của Đông Hoàng Tông, để Thánh Thiên Phủ cao hứng. Mau ra đây. Tốt nhất là tiểu tử Thố Lý Thiên Mệnh kia cũng ở đây. Nếu bắt được người này, công lao không nhỏ. Trở thành đệ tử Đông Hoàng Tông là bi ai lớn nhất của các người. Chết hết đi. Hỏng bét rồi. Ai? Vũ Văn Thái Cực. Trong tay hắn là kiếm Đông Hoàng. Mạnh như vậy,
Sương trắng tan hết, dần thấy rõ chiến trường rồi. Từ lúc khai chiến đến giờ đã có rất nhiều người chết. Một khi có người tấn công ở bên trên Thánh Sơn phá vỡ kết giới, tông môn sẽ lâm hãm, sẽ luân hãm. Nếu không phải là vì Vũ Văn Thái Cực, lúc này ta hẳn đang giết địch. Chỉ có thể nhìn không thể giết, trơ mắt nhìn Đông Hoàng Tông luân hãm, sinh linh đồ thán. Nói thật, Đông Hoàng Tông đối mặt với uy hiếp, phần lớn trưởng bối đều chọn hắn. Chỉ là hai người thượng quan, Triệu Chi Uyên chấp hành mà thôi. Giờ tông môn đang lâm vào nguy hiểm, Vũ Văn Thái Cực ở đâu? Sao nhiều vệ binh Đông Hoàng như vậy? Chẳng phải chia lửa đến chiến trường Trầm Nguyên hay sao? Đến đây hết, bên kia luân hãm rồi. Tổng cộng có khoảng bao nhiêu vệ binh Đông Hoàng? Khoảng 4 vạn trở lên, xông hết vào chiến trường. Vậy bên kia phải tới ít nhất 2 vạn, nếu luân hãm, hẳn sẽ hy sinh rất nhiều đi. Ơi, Vũ Văn Thái Cực về rồi. Bảo vệ binh Vân Tiêu chật vật như vậy. Sao vệ binh Vân Tiêu chật vật như vậy? Kiếm Tiêu Thánh, chết tiệt. Ơi, sao lại bị đánh thành dạng này? Tông chủ, vẫn còn không ít vệ binh của Vân Tiêu. Vì mây mù ngăn cản chưa rút khỏi kết giới Vạn Sơn. Vũ Văn Thái Cực, để vệ binh Vân Tiêu còn thừa ra ngoài nếu không. Giết hết, ném đầu ra bên ngoài. Vâng. Vũ Văn Thái Cực, ngươi thật là độc ác. Đây chính là chiến tranh. Lém. Đông Hoàng Tông, một đám chó săn của Thánh Thiên Phủ. Các ngươi đừng có tức giận, cũng đừng hận. Từ nay trở đi, các ngươi đến bao nhiêu người thì chết bấy nhiêu người. Ngày nào còn ta ở đây, các ngươi dám bước vào một bước, khiến các ngươi tông môn hủy diệt. Mau đến chiến trường Trầm Nguyên, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Không cần hỏi, tin tức vừa truyền đến, Hắc Hậu đã bị Vũ Văn Thái Cực bắt cóc, Hắc Minh Tông bị bức lui binh. Hắc Hậu, nàng ta bị ngu à? Hiện tại vệ binh của Đông Hoàng đều tới đây, chiến trường Trầm Nguyên trống rỗng. Minh Hoàng không dẫn người thừa cơ tiến công hay sao? Ta đã nói với hắn, nhưng Minh Hoàng kiêng kỵ Vũ Văn Thái Cực giết vợ. Ta không quản nổi hắn, ta đã truyền tin cho phụ thân, chờ phụ thân lệnh cho hắn xuất chiến. Mẹ nó, bị bắt thì thà bị giết còn hơn, giờ phiền phức rồi. Rút lui trước. Tìm Minh Hoàng đàm phán tốt đã, hắn không từ bỏ mạng của Hắc Hậu, sẽ không có cách nào. Lung Nhi, từ nay trở đi chúng ta có tông chủ, có kiếm Đông Hoàng. Tin tưởng tông chủ, tin tưởng bản thân. Đông Hoàng Tông đã truyền thừa vạn năm, căn cơ chưa từng dao động. Giờ có tông chủ, chúng ta có thể vượt qua khổ ải. Khiến cho lũ ác đồ mưu toan phá hủy truyền thừa vạn năm của chúng ta trả giá lặng lề. Tông chủ vạn tuế, đúng, đúng. Dẫn Diệp Thiếu Khanh và Lý Thiên Mệnh đến đây cho ta.